đa năng thì nó trở thành giống như một cái hộp thần kỳ. Nó chứa rất là nhiều cái sự bất ngờ ở bên trong cái không gian của cái hộp đó. Cho nên là chúng tôi đặt cái tên của căn hộ là căn hộ chiếc hộp thần kỳ, là nó thể hiện được cái ý tưởng chính của cái không gian căn hộ này. Xin chào các bạn, tôi là Tào Vĩnh Phúc, là tổng giám đốc của công ty Rumless Design and Build. Hôm nay là lần thứ hai tôi quay lại nơi mình sống với chuyên mục không gian sống. Và tôi xin giới thiệu một căn hộ 2 phòng ngủ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà Rumless Design and Build vừa thiết kế và thi công xong. Hiện trạng của ngôi nhà thì diện tích của nó là 65m2, thì nó bao gồm 2 phòng ngủ. Và các phòng được phân chia với nhau bởi những bức tường gạch rất là cố định. Và đặc biệt là đang có một cái không gian hành lang dẫn ra một cái phòng giặt, nó nằm ở chính giữa của 2 phòng ngủ. Chính vì vậy, như vậy thì cái mặt thoáng của căn hộ nó bị chia ra làm 3 phòng và cộng thời với một cái hành lang. Như vậy thì tất cả những cái diện tích bên trong nó bị băm nhỏ ra, và nó tạo ra cảm giác khá là chật chội và bức bố. Đặc biệt là khu vực bếp và hành lang nó khá là tối, bởi vì nó không được có sự thông thoáng cũng như là ánh sáng tự nhiên. Với cái hiện trạng của căn hộ như vậy, cộng với lại cái nhu cầu thiết kế của gia chủ, thì Rumless Design Build có đề xuất một cái phương án thiết kế. Đầu tiên là chúng ta tháo dỡ toàn bộ các vách ngăn phòng cố định ngay ban đầu. Thì như vậy thì cái tác dụng của việc này là nó giúp chúng ta có thể cơ cấu lại được cái diện tích cũng như là bố trí của các phòng. Thì căn hộ mới thì nó sẽ bao gồm 3 phòng. Đầu tiên là phòng khách, thứ hai là phòng ngủ, và thứ ba là phòng đa năng. Thì các diện tích của các phòng nó được cân đối lại một cách hài hòa hơn, và nó được kết nối với nhau một cách chặt chẽ hơn. Thứ hai thì cái không gian phòng đa năng thì được chúng tôi thiết kế như là một không gian linh hoạt, bởi những cái hệ vách kính mở có thể là đóng mở được một cách rất là dễ dàng. Thì khi mà các vách kính được mở ra thì cái phòng đa năng nó sẽ có chức năng giống như là một không gian mở, nó kết nối với phòng khách, phòng ăn và khu vực bếp, để nó mở rộng cái không gian, nó trở thành một không gian giải trí tại gia, chiếu phim tại gia chẳng hạn, hoặc là tiệc tùng của gia chủ theo cái lối sống sắp tới khi mà người chủ họ chuyển về đây họ sinh sống. Thực ra thì không phải chỉ cái hệ vách ngăn lùa có tác dụng là nó ngăn chia một cách linh hoạt giữa cái không gian phòng đa năng với không gian khác, thì chúng tôi còn có bố trí một cái hệ vách tủ đa năng. Thì trong cái hệ vách tủ này nó có tích hợp rất là nhiều thứ, nhiều món trong đó. Thứ nhất là cái hệ giường gấp. Thì như vậy thì khi mà cái giường gấp được hạ xuống thì gia chủ có thêm một cái phòng ngủ thứ hai. Bên cạnh đó thì cái hệ tủ tường này nó còn tích hợp thêm tủ quần áo, những tủ kệ để chứa đồ, rồi hệ thống máy lạnh, bàn làm việc, kết hợp với kể cả là một cái cửa để đi vào một cái không gian phòng giặt mà lúc trước nó là một cái hành lang khá là phí diện tích, thì chúng tôi tích hợp nó vào trong cái hệ tủ tường này luôn. Thì hơn thế nữa thì cái sự đóng mở của cái không gian phòng đa năng này nó cũng tạo thêm một cái hiệu ứng về mặt thị giác, cũng như là cái cảm giác của cái người sinh sống ở căn hộ cũng như là khách đến chơi. Thì như vậy thì khi cái phòng đa năng được mở ra thì nó giống như một cái hộp nó được mở ra, thì như vậy thì nó sẽ nối kết với những không gian khác và làm cho người ta có một cảm giác là sử dụng rất là thoáng đãng và linh hoạt. Còn khi mà cái phòng đa năng được đóng lại thì nó trở thành giống như một cái hộp thần kỳ, nó chứa rất là nhiều cái sự bất ngờ ở bên trong cái không gian của cái hộp đó. Cho nên là chúng tôi đặt cái tên của căn hộ là căn hộ chiếc hộp thần kỳ, là nó thể hiện được cái ý tưởng chính của cái không gian căn hộ này dựa trên cái phòng đa năng. Dựa trên cái nhu cầu sử dụng cũng như là cái phong cách sống của gia chủ là một người độc thân và có những cái nhu cầu sống khá là linh hoạt, thì chúng tôi đề xuất ra những cái giải pháp nội thất của căn hộ về mặt màu sắc và vật liệu. Thì những cái vật liệu hiện đại ví dụ như là trần tường bằng bê tông kết hợp với sàn gỗ màu xám, rồi đá marble màu đen và đồ da thì tạo ra một số cái điểm nhấn nhất định trong cái không gian nội thất. Và bên cạnh đó thì nó cũng tạo nên một cái sự hài hòa kết nối giữa những cái không gian bên trong và bên ngoài, cũng như là giữa các cái phòng ốc với nhau. Bên cạnh những cái giải pháp vật liệu thì chúng tôi có một số các chi tiết về vật liệu có thể sử dụng cho những cái hệ thống nội thất, ví dụ như là những cái hệ tủ bằng sắt và kính thay vì hệ tủ thông thường thì chúng ta thấy thường bằng gỗ chẳng hạn. Thì hệ tủ sắt và kính như vậy nó giúp là tạo thêm một cái điểm nhấn trong không gian, đặc biệt là phòng ngủ và phòng đa năng. Bên cạnh đó thì nó cũng mở rộng được cái tầm nhìn, thay vì tầm mắt bị cản lại bởi những cái vật liệu thô đặc thì nó được nhìn xuyên qua những cái hệ tủ quần áo như vậy, thì nó giúp cho cái không gian nó trở nên là nó ấn tượng hơn và nó thoáng đãng hơn, đúng theo cái tinh thần với lối sống của cái người gia chủ hơn.
Đây là một căn hộ ở ngay ở giữa trung tâm quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt nó là một cái nằm trong một cái tòa nhà phức hợp, vừa có căn hộ mà vừa có khách sạn cũng như là các dịch vụ khác. Chính vì vậy cho nên cái giải pháp thi công của nó, là đặc biệt vào cái khâu vận chuyển, là khá là khó khăn và nó có tuân thủ theo yêu cầu của ban quản lý của tòa nhà. Thì như vậy thì cái thời gian thi công nó sẽ kéo dài hơn so với lại một công trình ở dưới mặt đất. Thì cái việc mà vận chuyển những cấu kiện trong nội thất mà đưa lên công trình thì chúng ta phải di chuyển bằng thang máy. Mà thang máy thì nó có những kích cỡ cố định của nó, và đồng thời là cái kích thước của những cái cấu kiện hay là những bàn ghế tủ giường khi mà đưa lên thì chúng tôi cũng phải làm sao để sản xuất nó mà nó vừa với cái kích thước của thang máy để có thể đưa lên và lắp ghép tại chỗ. Thì khi mà chúng tôi khảo sát căn hộ từ đầu thì chúng tôi có, dĩ nhiên là chúng ta phải khảo sát khá là kỹ tại vì đây là một căn hộ cải tạo. Tuy nhiên chúng ta vẫn có một số cái bất ngờ nhỏ nhỏ trong cái quá trình cải tạo căn hộ đó. Ví dụ như là khi mà chúng ta gỡ cái trần thạch cao ra thì chúng ta thấy trên bên trên đó nó có những cái hệ thống kỹ thuật, ví dụ như là cái hệ thống điện lạnh chẳng hạn, thì chúng ta có một cái hệ thống kỹ thuật tương đối phức tạp từ ở phía căn hộ phía trên đi xuống căn hộ này, cho nên tôi phải giữ lại những cái hệ thống kỹ thuật đó bằng cách là chúng tôi làm sao để khéo léo tích hợp nó vào trong cái hệ thống trần và tường của căn hộ mới. Và công trình hiện giờ thì theo đánh giá chủ quan của chúng tôi thì nó đạt được khoảng trên 90% cái yêu cầu ban đầu cũng như là cái hình ảnh thiết kế ban đầu. Và hy vọng rằng nó là một cái sản phẩm mà chủ nhà có thể sử dụng nó theo đúng cái tinh thần mà họ mong muốn, cũng như là họ cảm nhận được cái ý tưởng thiết kế xuyên suốt của một cái căn hộ có chiếc hộp thần kỳ mà Roomless Design Build đã thiết kế và thực hiện. Thông thường khi một cái người chủ nhà người ta tìm đến một đơn vị thiết kế về thi công thì họ thường nghĩ rằng họ sẽ đi theo cái phong cách nào đó, ví dụ như phong cách tối giản nè, phong cách hiện đại, phong cách bán cổ điển, rồi phong cách cổ điển hay phong cách công nghiệp chẳng hạn. Thì thực sự ra mà nói thì tất cả những cái phong cách đó nó không quan trọng. Quan trọng nhất là giải quyết được cái bài toán về mặt chức năng sử dụng, về mặt thẩm mỹ cũng như là cái nhu cầu thiết kế của gia chủ trong cái không gian sống đó. Thì thông qua những cái giải pháp về mặt bố trí không gian, về mặt vật liệu, về mặt màu sắc cũng như là ánh sáng và những chi tiết cấu tạo nhỏ nhất, thì đó mới là cái chính, đó mới là cái mục đích của công tác thiết kế và thực hiện công tác thiết kế đó qua những giải pháp thi công. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi cũng giúp cho các bạn có thêm một số cái trải nghiệm, một số cái kiến thức thú vị để mà tham khảo. Ngoài ra thì chúng tôi cũng hy vọng rằng cái giải pháp thiết kế và cái sản phẩm của căn hộ chiếc hộp thần kỳ này thì nó cũng giúp cho gia chủ có được một không gian sống thoải mái, thoáng đãng, phù hợp với cái phong cách sống của họ trong hiện tại và tương lai.